chăm sóc em bé. Dobby, đến giờ dậy rồi. Ôi không, buồn rồi, mình bị buồn rồi. Không, không. Dobby, lại ăn sáng đó chứ con. Hả? Giống hệt hôm qua sao? Đây, đây và đây nữa. Đây là những món yêu thích của con. Mẹ à, con cần phải đi ngay. Đợi đã. Ngon quá. Không giống như bữa sáng mẹ tôi làm. Bà tôi ăn chán lắm rồi. Mẹ anh đã dậy sớm chỉ để làm bữa sáng cho anh. Bà ấy sẽ buồn nếu nghe anh nói như vậy. Bụng của tôi đau quá. Cẩn thận. Con của tôi. Mẹ tắc kè. Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhưng con tôi. Trông trẻ dễ đi ăn bánh ấy mà. Để đó cho chúng tôi. Cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Bé yêu, hôm nay bà chú sẽ chăm sóc cháu. Cậu bé đâu rồi? Cậu bé biến mất rồi. Tắc kè nhỏ, tắc kè nhỏ ơi. Tắc kè nhỏ. Dobby, tắc kè nhỏ ở đằng sau anh kìa. Buồn quá đi. Cháu không thể ăn cái này được. Tắc kè nhỏ chắc là đói rồi. Của cháu đây. Cảm ơn. Cảm ơn các anh cảnh sát nhiều lắm. Sao cậu bé lại khóc nhỉ? Cháu đói rồi sao? Nhìn này, đồ chơi. Để tôi thử. Cậu bé cười rồi. Sao lại khóc nữa rồi? Cậu ý rồi. Đã xong. Để đó cho tôi. Mùi ghê quá. Đứng lại. Cảnh sát. Đứng lại đó. Không. Có vẻ anh ấy cần giúp đỡ. Của cháu đây. Giờ không thể thoát khỏi ta đâu. Hey, dừng lại. Hả?
Cẩn thận. Sói đâu rồi? Túi sách đây rồi. Có lẽ anh ta ở ngay đây thôi. Anh ta trốn ở đâu nhỉ? Được rồi, chú sẽ nhặt nó lên. Bắt được rồi. Đây rồi. Bắt được rồi nhá. Không ai có thể thoát khỏi ta đâu. Tắc kè nhỏ, cháu đã giúp chú rất nhiều đấy. Ôi, con yêu. Cậu bé ngủ rồi. Cảm ơn các bạn đã chăm sóc con của tôi. Đó là vinh hạnh của chúng tôi. Tạm biệt. Trông trẻ đúng là không dễ dàng gì. Đúng vậy, làm cha mẹ thật không dễ dàng. Dobby. Con đây. Sao hôm nay con lại dậy sớm thế? Bởi vì con muốn được ăn sáng với mẹ. Mẹ ơi, của mẹ đây. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, làm cha mẹ và nuôi dạy con cái là một công việc rất vất vả. Bạn nên trân trọng những gì cha mẹ làm cho bạn và yêu thương họ nhiều hơn nhé. Không được cho đầu vào hàng rào. Nhanh lên nào ba ơi. Ờ, được rồi, đứng ở đây chờ ba quay lại nhá. Vâng. Là tàu hỏa nhỏ. Chúng ta mau đến đó xem đi. Wow. Các con đâu rồi? Các con ơi! Lừa ba, có chuyện gì vậy? Các con của tôi mất tích rồi, chúng vừa đứng ở đây một phút trước mà. Đừng lo, chúng ta bắt đầu tìm ở quanh đây trước. Tôi tìm ra dấu chân của bọn nhỏ. Và dấu chân dừng lại ở đây. Hàng rào ở đây đã bị mất. Có vẻ như nó bị kéo đi mất. Dấu vết của hàng rào và dấu chân của bọn trẻ đều ở gần đường ray rồi biến mất. Ôi không, bọn trẻ bị kẹt ở trên tàu rồi. Đi nào. Cứu cháu với à. Cứu cháu với. Hãy sẵn đây. Ôi không, nó đang đi vào đường hầm. Đúng rồi, giữ chặt nhé. Đi nào. Cẩn thận đấy. Chúng ta đang đi ra ngoài rồi. Hả?
hãy bắt lấy hàng rào. Đi nào. Thật là một ngày tồi tệ. Ở đằng kia, nhanh nào. Đừng lo, bọn chúng sẽ cứu cháu ra. Nhanh lên nào, Dobby. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không được cho đầu vào giữa thanh chắn của hàng rào vì tò mò hoặc vui đùa. Các bạn có thể bị thương hoặc gặp nguy hiểm khi bị kẹt. Nếu chẳng may bị kẹt, đừng cố tự kéo mình ra. Hãy nhanh chóng nhờ sự trợ giúp từ người lớn. Hãy nhớ điều này nhé. Nhái kỹ thức ăn. Ngày xưa, có một con quái vật nọ rất thích chơi trốn tìm ở trong rừng. Cậu nên ăn chậm, nhai kỹ, hamster nhỏ. Các cậu ơi, chúng mình chơi trò 1, 2, 3 đi. Tớ đến ngay đây. Đợi tớ với. Các cậu chuẩn bị xong chưa? 1, 2, 3. Ai đó vừa cười xong đúng không? Ra đi nào. Không phải bọn tớ mà. Đến chơi với ta nào. Ai đang nói vậy? Ta đến tìm các cháu đây. Đáng sợ quá đi mà. Các cháu đừng sợ, là bọn chú đây mà. Có chuyện gì vậy? Có một con quái vật tàng hình và nó muốn chơi trốn tìm với bọn cháu. Đáng sợ lắm mà. Quái vật tàng hình ư? Nó ở đằng kia. Chúng ta đến đó xem sao. Làm gì có quái vật tàng hình cơ chứ? Chắc ai đó trốn để dọa bọn trẻ con thôi. Tiếng gì vậy nhỉ? Đằng kia. Quái vật, mau chạy đi, mau chạy đi. Bác cầy má mốt, cháu là cảnh sát Dobby đây, không phải quái vật đâu. Nhưng mà tôi nghe thấy âm thanh đáng sợ phát ra từ cái lều đằng kia, nghe đáng sợ lắm. Cái lều kia phải không? Chúng ta mau đến đó xem. Sao lại có cái tay nghe ở trên đĩa ăn vậy nhỉ? Các cậu đừng sợ. Cảnh sát trưởng Labrador sẽ bắt được con quái vật sớm thôi. Các cháu không tìm được ta đâu. Ta đang trốn ở ngay đây này. Đánh phát ra từ trong bụng của hamster nhỏ. Sao nó lại chui được vào bụng của mình ơi? Bụng của mình. Cảnh sát trưởng Labrador. Cái gì cơ? Ta đang ở ngay đây này. Là giọng của con quái vật đó. Các cháu đừng sợ, đây là âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe này. Khỉ con, có phải là của cháu không? Vâng, nhưng cháu để tai nghe ở trên bàn mà. Sao nó lại chỉ còn một cái à? Tai nghe trên đĩa ăn.
và giọng nói kỳ lạ phát ra từ bụng của hamster nhỏ. Chú biết rồi, tai nghe của khỉ con rơi vào đĩa đồ ăn. Và hamster nhỏ đã nuốt một trong hai cái tai nghe. Vì thế mà âm thanh phát ra được từ bụng của hamster nhỏ. À, cháu nhớ rồi. Hamster nhỏ luôn nuốt chừng thức ăn. Cháu đã dặn bạn ấy phải ăn thật chậm, nhai thật kỹ. Cậu bé đâu rồi? Chúng ta cần phải mang cậu bé đến bệnh viện gấp. Cậu ấy đi lối kia. Dobby, đi nào. Hamster nhỏ. Ôi, bụng mình đau quá. Xin ông hãy mau ra khỏi bụng của tôi nhanh, nhanh lên à. Cẩn thận. Ba ơi, nhìn kìa. Ôi không, đường này bị chặn rồi. Dobby, để đấy cho tôi. Bụng của cháu đau quá đi. Hamster nhỏ, cháu đã nuốt phải một cái tai nghe. Bây giờ chúng ta sẽ phải đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hãy luôn nhai kỹ thức ăn. Không nuốt chửng hoặc ăn vội vàng. Điều này có thể tạo ra trứng khó tiêu, hoặc có thể vô tình nuốt phải những đồ vật không phải là đồ ăn. Nếu các bạn nuốt phải vật lạ, hãy nói ngay cho người lớn biết và phải đến bệnh viện ngay. Hãy nhớ điều này nhé. Ông ơi, đừng đốt tôi. Ngon quá đi mất. Mình sẽ lấy hết mật ong ở chỗ này. Chạy sao tôi sao? Thật là đáng sợ quá. Lũ ong này ở đâu mà ra vậy? Có phải lũ ong mình nuôi không? Có chuyện gì thế này? Tôi đã bị ăn trộm rồi. Cảnh sát trưởng Labrador đang nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, có một tên trộm đột nhập vào trang trại ong của tôi. Giúp tôi với. Gì cơ? Tôi sẽ đến đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, tất cả vật ong của tôi đều bị trộm mất rồi. Giúp tôi, giúp tôi. Dobby, chúng ta hãy mau điều tra hiện trường ngay. Hàng rào đã bị phá hỏng. Có mật ong rơi ở dưới đất. Chúng ta mau lần theo dấu vết của mật ong. Dấu vết dừng lại ở đây. Cái gì kia? Đây là một miếng của tổ ong. Vẫn còn vết mật ong ở trên. Tên trộm đó chắc chắn ở gần đây. Đàn kiến đang đến từ đằng kia. Lối này. Đàn ong. Đừng đuổi theo nữa mà. Nhanh nào, chúng ta phải mau chóng bảo vệ mọi người. Cháu đừng cố gắng đánh đuổi đàn ong. Như vậy sẽ càng làm chúng tức giận hơn đấy. Dobby, hả? Hãy mau trốn vào trong nhà. Hả?
Nhìn số ong kia đi, làm thế nào chúng ta có thể ra khỏi đây? Pavilion, chúng tôi bị ong bao vây, chúng tôi cần sự trợ giúp. Đã rõ. Pavilion luôn có cách. Tên trộm chắc chắn là ở gần đây thôi. Chúng ta mau đuổi theo đàn ông. Ở đây. Quan tâm nhỏ bé, nhớ thu thập hết ong nhé. Tân tân. Nhìn số mặt ong này đi, ngon quá đi mất. Ai thế nhở? Cảnh sát trưởng Labrador. Mình chạy thôi. Đứng lại đó. Dừng lại, nguy hiểm lắm. Đừng có mà hỏng lừa ta. Có rất nhiều ong. Bên trong bụng của con chân nhỏ bé. Đau quá. Đau quá. Tôi sẽ không bao giờ ăn trộm nữa đâu. Mau đưa anh ấy đến bệnh viện. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu các bạn bắt gặp ong trên đường, đừng cố gắng đuổi chúng đi, mà hãy nhanh chóng nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đó. Nếu các bạn bị ong đốt, cố gắng đừng gãi vết thương, mà hãy nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất. Hãy ghi nhớ điều này nhé. An toàn khi đi cửa xây. Gần đây trong siêu thị phát hiện ra rất nhiều vụ mất trộm. Chúng ta cần tìm và bắt được tên trộm này. Đã rõ. Hả? Xe của cháu. Ấy, cẩn thận. Cháu cần phải cẩn thận khi đi qua cửa xoay nhé. Nếu không cháu có thể bị thương đấy. Con yêu à, sao con lại lên được tận đây khi ba vừa quay đi cơ chứ? Anh bò này, rất nguy hiểm cho trẻ con chơi một mình ở gần cửa xoay đấy. Được rồi, tôi đã nhớ rồi. Đây, xe của cháu đây. Cháu cảm ơn chú. Được rồi, hẹn gặp lại các chú sau. May mà con không bị thương là lỗi của ba đấy. Ba không chú ý đến con để ba mua cho con quả bóng bay khác nhá. Ví của tôi đâu? Ôi không, tôi mất ví rồi. Bóng bay, bóng bay. Ví của bà đâu rồi? Bà ơi, cháu muốn có một quả bóng bay à. Có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, ai đó lấy trộm ví của tôi rồi. Cả của tôi nữa. Hả? Cái gì cơ? Tên trộm quay lại rồi à? Chúng ta phải đi tìm kẻ trộm ngay. Đã rõ. Anh kia trông thật là khả nghi. Chắc là anh ta rồi. Xem ba mua được gì cho con này. Báo cáo sếp, tôi chả thấy kẻ khả nghi đâu cả. Có khi nào tên trộm đã rời khỏi đây rồi không? Tôi thì có cảm giác anh trộm có gì đó mờ ám. Ở đây rộng quá. Lấy được rồi. Ví của tôi đâu mất rồi? Tôi không thấy ví
bí đúng không? Đi nào. Anh vừa lấy trộm bí của anh ngựa đúng không? Là cảnh sát à? Tôi cũng không tìm thấy ví của mình. Là anh đã lấy ví của tôi phải không? Không, không phải tôi. Đây là ví của tôi mà. Đúng vậy, đây là ví của bác Lạc Đà. Đó. Cảnh sát trưởng Labrador, có chuyện gì vậy ạ? Dây giày của anh, nó bị tuột kìa. Đây là ví của tôi mà. Ôi không, tôi bị bắt quả tang rồi. Anh chính là kẻ trộm. Phải chạy rồi. Đứng lại ngay. Còn lâu mới bắt được ta nha. Hồi quá. Chạy nhanh. Tại sao lại vào trong rồi? Ngươi không thoát được đâu. Nhanh lên, hắn đi vào trong cửa hàng quần áo rồi. Ở đằng này. Lạ thật, hắn đi đâu được gì? Hãy kiểm tra phòng thử đồ xem. Hả? Không có ai ở đây. Hả? Tinh 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 tinh. Cảnh sát, tôi đã làm gì sai ạ? Xin lỗi. Chúng tôi nhận nhầm người. Phòng cuối rồi. Hắn chắc chắn ở trong này. Anh làm cái gì đấy? Làm tôi giật hết cả mình. Xin lỗi. Tên trồn đâu nhỉ? Hả? Ôi không, đây là quần áo của tên trồn đó mà. Cái gì cơ? Cô gái vừa rồi là... Là tên trồn cải trang. Hãy bắt hắn lại. Hắn kia rồi. Bị phát hiện rồi. Nhanh nào, nhanh nào. Dừng lại, làm vậy nguy hiểm lắm. Ta không nghe lời người đâu nha. Đuôi của tôi đau quá. Sợ quá đi. Anh đã bị bắt vì tôi ăn trộm. Anh sẽ đi cùng chúng tôi về đồn. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn luôn phải đi sát cạnh ba mẹ khi đi qua cửa xoay. Hãy giữ đúng chiều xoay của cửa, không được đẩy hoặc cố chen vào. Không được tự ý đùa nghịch với cửa xoay, bạn sẽ có thể bị thương. Khi gặp trường hợp khẩn cấp, hãy ấn ngay vào nút dừng khẩn cấp ở gần cửa. Hãy nhớ những điều này nhé. An toàn ngày mưa bão. Bắt được rồi nha. Bắt đầu có sấm chớp rồi, chúng ta phải về nhà ngay thôi. Được rồi. Một con chuồn chuồn nữa kìa, chúng ta bắt nốt con này đi. Ta sẽ bắt được mi. Đợi tớ với, yêu các cổ con. Hiếu các cổ con, cậu ở đâu rồi? Chúc một ngày tốt lành. Sao mà gió thế nhỉ? Né tránh hoàn hảo. Sóc bay nhỏ. Cảnh sát trưởng Labrador, hãy giúp cháu tìm bạn hiêu cao cổ con. Có chuyện gì vậy?
Trời bắt đầu sấm chớp nhưng cậu ấy vẫn mãi chơi ở trong công viên đấy chú ạ. Hả? Gì cơ? Như vậy thật nguy hiểm. Cháu hãy đợi trong cửa hàng nhé. Các chú sẽ đi tìm cậu ấy ngay. Đường này. Hiệu cao cổ con. Hiệu cao cổ con. Hiệu cao cổ con. Cháu đang ở đâu? Hả? Dobby, cẩn thận. Hey. Đáng sợ thật. Không bao giờ được đứng gần cột điện khi trời giông bão nhé. Giờ ngươi không thoát được đâu. Đáng sợ quá. Ôi không, trời bắt đầu mưa rồi. Chúng ta cần tìm hươu cao cổ con ngay. Hươu cao cổ con. Hươu cao cổ con. Hả? Vợt bắt côn trùng à? Cái này của hươu cao cổ con. Cảnh sát trưởng Labrador, hươu cao cổ con chắc chắn ở gần đây thôi. Tôi có cảm giác như bị kiến cắn vậy. Ôi không, hãy mau thả cái vật côn trùng ấy ra ngay. Vật bắt côn trùng được làm từ kim loại nên nó rất dễ bị sét đánh trúng. Sân chơi này có rất nhiều đồ chơi làm từ kim loại. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Lối này. Cứu mà. Là hươu cao cổ con. Cậu bé đang gặp nguy hiểm. Đi nhanh nào. Hươu cao cổ con. Không được trú dưới gốc cây. Chúng ta không nên ở đây. Đi nào. Tôi sẽ gọi Babylon trợ giúp. Đừng. Sử dụng điện thoại dưới trời mưa bão cũng có thể tăng nguy cơ bị sét đánh đấy. Nguy hiểm như vậy sao? Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy đến một vùng trung thấp. Ở đó sẽ ít bị sét đánh hơn. Đường này. Hãy mau chóng di chuyển đến nơi an toàn. Sao bây giờ hươu cao cổ con? Tôi đã rất lo cho cậu. Cháu không bao giờ chơi ngoài trời khi mưa bão nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi trời có mưa bão, các bạn nên ở ngoan trong nhà hoặc trong xe ô tô. Nếu các bạn chẳng may ở bên ngoài, không được trú mưa dưới gốc cây hoặc các bức tường ngoài trời. Tránh xa cột điện và dây điện. Ngoài ra, chúng ta không được gọi điện thoại hoặc sử dụng các thiết bị điện tử. Và cũng không được chạm vào các vật dụng kim loại khác. Chúng rất dễ bị sét đánh. Hãy ghi nhớ những điều này nhé. Quả dại nguy hiểm. Không chịu nổi nữa rồi. Cái gì đây? Quả mọng màu đỏ à? Nhìn ngon thế nhỉ. Nhằm.
Wow, ngon phết đấy nhỉ. Một quả nữa nào. Một quả nữa. Mình sẽ lấy cả cái cây này luôn. Bụng mình làm sao ấy nhỉ? Ôi thối quá đi mất đi. Của các bạn đây. Cảm ơn ạ. Thật là nhiều đồ ăn ngon. Thơm quá đi mất. Sao mà thối quá. Mùi gì khủng khiếp mấy nơi thế. Thật là thối. Không thể chịu nổi nữa rồi. Bà chân đây. Bà chú chú, bà có sao không ạ? Sao mà thối thế. Đợi đã, xe lăn của bà. Lạ thật đấy. Mùi này từ đâu ra nhỉ? Papillon, hãy giúp tôi tìm hiểu chuyện này. Hãy để tôi. Đến giờ biểu diễn của ngon thôn rồi. Đi nào, đuổi theo mùi đó. Tan. Chúng ta mau bám theo. Hơn trên bé nhỏ rất tốt trong việc theo dấu mùi hương đấy. Nó bị sao thế? Tôi quên mất là nó không chịu được mùi hôi thôi. Đừng lo, tôi sẽ nâng cấp cho nó thêm lớp bảo vệ. Tan. Tìm thấy rồi, mùi hôi đó xuất phát từ chiếc xe kia. Sao chiếc xe đó lại đánh võng ghê vậy? Mau đuổi theo nó. Bụng của tôi. Nhà vệ sinh ở đâu thế? Mùi kinh quá. Cái mùi gì kinh chi. Ê đàn piano đâu của tôi. Cẩn thận đấy. Cứu với. Thật may quá. Wow, Papillon, bạn thật tuyệt vời. Dĩ nhiên rồi. Mọi người ngồi vững. Wow, chúng ta an toàn rồi. Tuyệt quá. Dobby, không được cho đầu ra khỏi cửa xe. Ôi, cái bụng của tôi. Anh sói, dừng xe lại ngay. Ôi, anh ấy bị ngất rồi. Chúng ta sẽ bị đâm bớt là gia đình hàng lông. Coi chừng. Móng vuốt bay. Anh sói. Hả? Đây là quả gì vậy? Tôi đoán anh bị ngộ độc vì đã ăn loại quả dại không rõ nguồn gốc. Chúng ta phải nhanh chóng đưa anh ấy tới bệnh viện. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, một số loại quả dại trông rất ngon miệng, nhưng các bạn không nên hái hoặc ăn chúng. Một số loại quả dại thậm chí có độc. Nếu bạn ăn phải, nó có thể gây ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vì vậy, không được ăn quả dại nhé. Hãy ghi nhớ điều này. Hoạt động bí mật của một nhóm du lịch. Wow, thật tuyệt. Wow, sếp ơi, sếp mặc như thế này tức là chúng ta sắp đi du lịch đúng không sếp?
Tôi nhận được báo cáo nói rằng gần đây xuất hiện một tour du lịch lừa đảo. Hôm nay chúng ta sẽ giả làm khách du lịch và điều tra vấn đề này. Đã rõ. Đi nào. Khuyến mãi lớn đây. Đồ ăn ngon tuyệt, du thuyền cao cấp và thậm chí được chiêm ngưỡng kỳ lân chỉ có trong cổ tích. Hãy đến tìm hiểu đi. Mỗi người bao nhiêu tiền vậy? Chỉ 10 đồng thôi. Nhanh lên, chúng ta sắp khởi hành rồi. Wow, đi thôi, đi thôi. Thật là rẻ, đúng là khuyến mãi tốt. Chúng ta đi. Chúng ta cũng đi. Đừng đẩy, đừng đẩy. Chúng ta phải hành động ngay. Đợi đã, chúng tôi cũng muốn đi. Lại thêm mấy đứa ngốc đến nữa rồi. Chào mừng, các bạn mau lên xe đi, chúng ta khởi hành. Ôi trời ạ, cô ta giả trang Lulu thành kỳ lân để lừa khách du lịch. Để tôi đi bắt cô ta. Đợi đã, chưa được. Chúng ta cần thêm bằng chứng. Đi nào mọi người. Tiệc ư? À, như thế này liệu có đủ cho mọi người ăn không? À, có sâu. Đâu? Đáng sợ quá. À, đâu? Chị có chắc là có bọ ở đây không? Ờ, nó đã đi đâu vậy? Có sâu, có sâu, có sâu. Với 200 đồng. Như vậy là quá đắt. Không đắt tí nào. Nhìn đi, lũ cá này dễ thương mà. Cá ở đây cũng năng động dữ dội chưa kìa. Mọi người có muốn mua không? Nhìn nguy hiểm quá, chúng tôi không mua đâu. Đúng thế. Chúng tôi cũng không mua đâu. Không mua. Thế thì các người nhảy khỏi thuyền của tôi đi. Bây giờ tour du lịch rẻ này là lừa đảo sao? Thế giờ các người có cuốn không thì bảo. Ôi con gái tôi. Cảm ơn. Đến lúc bắt tên lừa đảo rồi. Cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát à? Cô đã dùng tour du lịch rẻ để lừa mọi người. Và đây là bằng chứng. Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Lại là Linh Dương à? Hãy xem đây. Cô sẽ không thoát được đâu. Hãy
Hãy xem ra đây. Để xem chúng tôi làm được gì nha. Hả? Các người thoát được ư? Cô sẽ đi cùng chúng tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Cô sẽ đi cùng chúng tôi. Các bạn nhỏ, người xấu có thể lừa các bạn tham gia vào các tour du lịch lừa đảo với giá rẻ. Sau đó, họ sẽ bắt các bạn phải mua đồ của họ trong chuyến đi. Thậm chí, một số tour còn không đảm bảo an toàn và nguy hiểm. Hãy nhớ cảnh báo ba mẹ cẩn thận không để bị lừa nhé. Nóng quá. Kép kia. Chỗ đây hết rồi. Hết rồi. Đây cũng hết. Hết cả rồi. Tất cả đều hết rồi. Còn một cây kia. Anh toàn hết cho cháu á. Tôi không mua được cây kem nào. Thỏ pi pi mua hết sạch rồi. Thật tuyệt vời. Mình sẽ ăn hết chỗ này. Thỏ pi pi. Ăn quá nhiều kem lạnh sẽ làm cho bạn bị đau bụng đấy. Không, cháu sẽ không sao đâu. Chào nhé. Ngày nóng như thế này được ăn thật nhiều kem lạnh là tuyệt vời nhất. Sao bụng mình lại sôi lên thế này? Thôi kệ nó đi. Bụng mình đau quá, mình phải đi vệ sinh. Cuối cùng cũng kiếm được cây kem. Đừng có chạy nhảy cho đông người như vậy. Dobby, tôi nghĩ thỏ Pipi đang tìm nhà vệ sinh vì cậu ta bị đau bụng. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh. Mình đau bụng quá. Nhà vệ sinh. Có người rồi. Ở kia còn một cái. Sửa chữa sao đấy rồi. Đây rồi. Đến với mê cung chất thải huyền ảo. Nhà vệ sinh kìa. Cháu muốn thử Của cháu đây. Tiếp theo của cháu đây. Tránh đường. Cẩn thận. Không phải là cậu bé đang tìm nhà vệ sinh sao? Sao lại vào trong mê cung rồi? Sao mình lại quay lại đây? Không, thỏ Pipi đang cần sự giúp đỡ. Xin lỗi, trường hợp khẩn cấp. Bụng mình đau quá đi mất thôi.
gì vậy? Có ai đó xì hơi, hôi lắm ạ. Có vẻ như là thỏ pi pi. Ở đằng này. Thỏ pi pi. Đi nào, chúng tôi đưa cậu ra khỏi đây. Nhanh nào. Mình cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Ôi không. Ôi không, mình sẽ không bao giờ ăn nhiều kem như thế nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, đồ ăn mát lạnh có thể rất ngon miệng, nhưng các bạn không nên ăn quá nhiều một lúc. Nếu ăn quá nhiều, các bạn có thể sẽ bị đau bụng và đi ngoài. Thậm chí còn có thể nôn và ốm sốt, không tốt cho sức khỏe. Hãy nhớ, không được ăn quá nhiều đồ lạnh. Dắt thú cưng bằng dây xích. Wow, kem ngon tuyệt. Đuổi theo chú bướm kia đi. Lulu lại đây nào, chào bạn đấy. Vậy? Thú cưng của anh cắn tôi rồi đây này. Sao lại như vậy được? Đau quá. Thú cưng của các người cắn tôi đau quá đi mất. Nhưng Lulu của tôi chưa cắn ai bao giờ. Nhìn đi, đây là bằng chứng đây này. Để tôi đưa cô đi bệnh viện nhá. Không. Các người bồi thường cho tôi thôi là được rồi. Bồi thường á? Bao nhiêu vậy? Thật là đắt quá. Tôi phải đưa cô ta mọi thứ tôi có. Tìm thấy mục tiêu mới. Hả? Hả? Có chuyện gì vậy? Lulu của cháu chưa bao giờ cắn ai cả, nhưng mà vừa nãy cái cô có mái tóc xoăn. Tôi đã phải bồi thường cho cô ấy mọi thứ tôi có. Tất cả thú cưng đều cắn cô tóc xoăn xù đó sao? Lạ thật. Tất cả thú cưng của mọi người đều không được xích lại, như vậy rất là nguy hiểm. Có vẻ đã có người xấu lợi dụng điều này để lừa mọi người. Chúng ta hứa sẽ xích thú cưng lại từ giờ trở đi. Chúng ta phải đi điều tra vụ này. Tại sao mục tiêu lại không xuất hiện nữa nhỉ? Dobby, như thế này này, xem đây. Cẩn thận, chúng ta không thể bị lộ được. Có vẻ như mục tiêu chỉ nhắm vào những con thú cưng không được xích lại thôi. Con này có gì xích? Con này cũng có. Có kìa rồi. Cô có sao không? Nhìn đây này, thú cưng của mấy người không được xích nên đã chạy đến cắn tôi rồi đây này. Anh nghĩ tôi có ổn không hả? Nhưng nhìn này, bọn chúng đều được xích lại rồi mà. Tôi không quan tâm. Con này cắn tôi. Vì thế mấy người lo bồi thường cho tôi đi. Cô chắc chứ? Chắc chắn là con này mà. Nhưng mà con này già đến độ không còn chiếc răng nào luôn. Làm sao nó cắn cô được? Cái gì? Nhưng mà con Lulu mấy ngày cắn tôi. Đau quá đi mất thôi. Mấy người lau bồi thường cho tôi đi. Bút màu này.
cô đánh rơi bút màu này. Vết cắn này là giả. Cảnh sát. Cô dụ dỗ thú cưng không có xích, sau đó giả vờ như bị cắn để đòi bồi thường thiệt hại không có thật. Cô hãy đi theo chúng tôi. Các người đã biết rồi sao? Nhưng các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Hả? Lại là cô sao? Trò này không có tác dụng với bọn ta đâu. Ôi không. Papillon. Chúng tôi về đồn cảnh sát. Nhiệm vụ thất bại rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi chúng ta cho thú cưng đi ra ngoài, phải luôn xích và dắt bằng dây. Điều này giúp thú cưng của chúng ta an toàn, không bị lạc và cũng không ăn đồ bậy bạ. Ngoài ra, nó cũng ngăn thú cưng làm người khác bị thương nữa. Chúng ta phải luôn giữ cho thú cưng của mình an toàn. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Căn hộ có mùi lạ. Xong rồi, tắt ga nào. Đến giờ ăn thôi. Gấu con đâu rồi nhỉ? Đến giờ ăn rồi, con yêu. Con đến đây ạ. Con vừa chơi ở trong bếp đấy hả? Không ạ. Bếp là một nơi rất nguy hiểm, con không được vào trong đó chơi đâu nhá. Ăn thôi nào. Trông ngon quá đi mất. Con ngửi thấy có mùi gì đó lạ lạ. Mùi lạ ư? Mẹ cũng ngửi thấy. Mẹ thấy chóng mặt quá. Em yêu, bà cũng thấy chóng mặt. Hôm nay mình trông thật là hoàn hảo. Mùi gì thế nhở? Mình phải xịt thêm nước hoa vào mới được. Giờ ngửi lại xem nào. Mùi còn tệ hơn. Có mùi gì vậy nhỉ? Ôi trời ơi. Rùa, có chuyện gì xảy ra vậy? Khu căn hộ có mùi rất khó chịu. Không thể ở đây được nữa, trời ơi, hôi quá. Hả? Mùi này bắt đầu từ đâu được nhỉ? Có khi nào là anh trồn hôi? Tôi chỉ bị xấu bụng thôi. Đây là bị xì hơi mà. Là tại tôi. Mà không phải do anh trồn hôi đâu. Mùi này là do khí ga. Đã có kết quả. Mùi này đúng thật là mùi ga. Mọi người, hãy nhanh chóng sơ tán khỏi đây. Chúng tôi sẽ giải quyết vụ này. Đầu tiên, chúng ta phải ngắt nguồn cung cấp ga. Papillon, cô hãy thử tìm nơi rò rỉ khí ga. Dobby, chúng ta cần phải cảnh báo mọi người rời khỏi đây gấp. Đã rõ. Rò rỉ khí ga. Mọi người hãy nhanh chóng sơ tán. Rò rỉ khí ga. Cái gì? Rò ga. Tôi bị cảm, mũi bị tắc nên không thể ngửi thấy mùi gì. Cảm ơn đã cảnh báo tôi nhá. Đi nào. Ôi không, hôm nay rác có mùi nồng thế nhỉ. Bà chuột. Không phải là rác đâu ạ. Bị giò ga đấy ạ. Cậu nói gì hả? Bị giò ga.
Ba ơi, mẹ ơi, tỉnh lại đi mà. Đây rồi. Cảnh sát trưởng Labrador. Khi gà bị giò từ nhà này. Chúng ta phải nhanh lên. Để đó cho tôi. Đợi đã. Cưỡng chế mở cửa có thể gây nổ khí ga. Chúng ta cần phải hạ nhiệt nó xuống trước đã. Đã hiểu. Mở cửa sổ ra ngay để không khí có thể tràn vào. Bếp đang mở sao? Bảo sao mà khí ga lại bị rò rỉ ra ngoài? Nhanh lên, mau đưa họ ra ngoài. Cuối cùng đã tỉnh dậy rồi. Có chuyện gì vậy mọi người? Anh chị đã quên không tắt bếp nên bị rò khí ga ra ngoài. Cái gì? Nhưng mà tôi đã tắt bếp rồi mà. Là tại con đã bật bếp khi mẹ không để ý. Trẻ em không được phép chơi đùa trong bếp. Bếp và các dụng cụ nấu ăn cũng không phải là đồ chơi có thể nghịch được. Cháu biết lỗi rồi ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không bao giờ được chơi với bếp ga. Nó rất nguy hiểm. Nếu các bạn ngửi thấy mùi lạ ở trong nhà và nghi ngờ bị rò rỉ khí ga, hãy báo ngay cho ba mẹ mình biết. Mở tất cả cửa sổ để giảm bớt khí ga ở trong phòng. Không được tắt hoặc bật bất kỳ thiết bị điện nào trong nhà. Nhanh chóng rời khỏi đó và gọi tới số điện thoại khẩn cấp ngay. Các bạn đã nhớ chưa nào? Đề phòng thuốc giả. Con bị cảm lạnh rồi, cần phải uống thuốc ngay thôi. Không, con không uống thuốc đâu. Cô có sao không? Chân tôi. Ôi, cô bị thương rồi. Chúng ta đến bệnh viện ngay thôi nào. Tôi không sao, vì tôi đã có thuốc xịt thần kỳ. Chỉ với một xịt, mọi bệnh tật đều khỏi ngay lập tức. Thật là tuyệt vời. Nó có chữa được cảm lạnh không ạ? Dĩ nhiên rồi. Cô cũng đang bị cảm đây này. Chỉ một xịt, cô đã khỏi luôn rồi này. Ba ơi, con muốn chai xịt thần kỳ kia. Tôi có hai chai dự phòng ở đây. Mọi người có muốn mua luôn không? Nhưng mà hơi đắt đấy nhớ. Không vấn đề gì, tôi mua tất. Đúng là đắt thật đấy. Vậy là lừa được rồi. Tìm con mồi tiếp theo thôi. Dobby. Còn tôi. Anh Hà Mã, có chuyện gì sao? Tôi đã dùng thuốc xịt thần kỳ để chữa cảm lạnh cho con trai tôi mà nó còn nặng hơn. Thuốc thần kỳ ư? Trên đời này làm gì có thứ thuốc nào kỳ diệu như vậy? Ai đã bán thứ thuốc này cho anh vậy? Là một cô đi ngang qua đây. Anh Hà Mã, có vẻ như anh bị lừa rồi. Anh hãy mau mang cháu đến bệnh viện ngay đi. Chúng ta phải đi điều tra ngay. Mọi người, đến và xem đi. Thuốc xịt thần kỳ đây. Mọi người xem nhá. Tôi vừa mới bị thương ở tay. Chỉ với một xịt đã khỏi luôn. Tôi có hạn nhá. Tôi có ngày có ngày. Đừng vội. Của mọi người đây. Xin lỗi.
chúng tôi vẫn còn chưa mua được mà. Tôi mua của tôi. Có cách rồi. Mọi người đừng vội, tôi sẽ nhập thêm hàng mới ngay đây. Mau bám theo cô ta. Mùi này đáng sợ quá. Baby, cậu lại đi tất cũ từ hôm trước có phải không? Nhưng đôi này không bị hôi mà. Mùi đó phát ra từ rãnh nước ở đằng kia. Hả? Hả? Cô ta làm thuốc xịt từ nước thải sao? Mình sẽ trở nên thật giàu có. Vết thương biến mất rồi. Mình sẽ vẽ lại. Hả? Vết thương đó là giả à? Đến lúc kiếm thật nhiều tiền rồi. Sao mùi chưa quay lại nhỉ? Tôi đây. Mọi người đến mua nào. Sao mùi nó lại đáng sợ như vậy? Thế là mọi người không hiểu rồi. Càng nặng mùi tức là thuốc càng tốt. Môi của tôi đã bị sưng một thời gian rồi. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Không được uống. Mọi người nghe đây, cô ta đã bán thuốc giả. Nó không chữa được bệnh gì đâu. Vớ vẩn, mọi người ở đây đều chứng kiến mà. Nó đã chữa lành vết thương trên tay tôi. Là như nào nhỉ? Đúng vậy. Tất cả chỉ là chiêu trò của cô thôi. Papillon. Vết thương đó chỉ được vẽ lên bằng bút màu thôi. Vậy đúng cô ta là kẻ lừa đảo sao? Và thuốc thì được làm bằng nước từ rãnh nước thải đằng kia kìa. Thật đáng sợ quá đi. Đáng sợ quá đi. Đứng lại. Cô đã bị bắt vì tội bán thuốc giả. Các người phát hiện ra rồi sao? Nhưng mà các người không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Lại là Linh Dương nữa sao? Đuổi theo cô ta. Bắt được rồi, cô đừng hỏng quá. Nghĩ bắt ta dễ vậy sao? Cứu tôi với, hồi quá. Linh Dương, cô hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, trên đời này không có thứ thuốc nào có thể chữa được bách bệnh hết. Nếu cảm thấy không được khỏe, hãy nhanh chóng đến bệnh viện để có thể được các bác sĩ kịp thời giúp đỡ. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Luôn dùng ghế an toàn. Mình đi được đến công viên trò chơi. Con yêu, đừng leo trèo cao quá. Chúng ta phải đi cẩn thận. Ba, con không muốn ngồi trên ghế an toàn đâu. Con yêu, chúng ta luôn phải dùng ghế an toàn. Nó sẽ bảo vệ con. Thắt dây an toàn vào, chúng ta đi nào. Bạn ơi, bạn ngồi vào đây nhé. Oh,
Tôi không thể nhìn thấy gì. Xong cả rồi. Cảm ơn các bạn nhiều. Tạm biệt. Tạm biệt. Woo, xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, con trai tôi vừa ở trong xe, sau đó nó đã biến mất rồi. Cứu tôi với. Chúng tôi sẽ đến đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, đừng lo, chúng tôi sẽ điều tra ngay. Hả? Có vẻ như cậu bé không ngồi trên ghế của mình. Anh tắc kè, có chuyện gì xảy ra trong lúc anh đang lái xe không? Có. Một tờ báo che khuất tầm nhìn của tôi, nên tôi phải tránh gấp. Có vẻ như tắc kè nhỏ bị văng khỏi xe bởi vì cậu ấy không được thắt dây an toàn trên ghế của mình. Chúng ta phải tìm cậu bé ngay. Tay mình đau à, ba ơi. Ba ơi, ba ở đâu? Papillon, hãy tìm xung quanh bằng mắt bay. Nhỏ, cháu ở đâu? Hả? Tôi tìm thấy một chiếc gối hỏng ở trên đường phía trước. Đi nào. Hả? Tôi nghĩ đây là gối của tắc kè nhỏ. Đây là dấu chân của cậu bé. Chúng ta mau lần theo nào. Mình phải làm gì đây? Có ai không cứu cháu với? Dấu chân dừng ở đây. Chứng tỏ cậu bé chỉ đang ở gần đây thôi. Cái gì kia? Lỗi, quay về. Hả? Là mũ của tắc kè nhỏ. Ôi không, cậu bé có thể đã rơi xuống chiếc xe nào đó ở phía trước rồi. Dobby, nhanh lên. Để đó cho tôi. Là tắc kè nhỏ. Cứu cháu ơi. Hả? Tắc kè nhỏ. Cảnh sát trưởng Labrador. Mọi chuyện ổn rồi. Lần sau hãy nhớ ngồi yên trên ghế an toàn của mình khi đi xe nhé. Vâng, cháu nhớ rồi à. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hãy luôn luôn ngồi trên ghế an toàn của mình khi đi xe ô tô. Ghế an toàn có thể bảo vệ các bạn khi xe dừng khẩn cấp hoặc khi xảy ra tai nạn. Các bạn hãy ghi nhớ điều này nhé.
10 9 8 7 6 Mình trốn ở đâu bây giờ nhỉ? À, ở đây. Sẵn sàng chưa? Tớ tìm nha. Thấy cậu rồi nha. Tớ cũng thấy cậu rồi. Tớ đến tìm cậu đây, thằng con. Thấy rồi. Thằng con, cậu bị làm sao thế? Ngừa quá, tớ ngừa quá. Tay tớ bị đau quá. Tớ bị con gì cắn rồi hay sao ấy? Có chuyện rồi. Các cháu sao vậy? Để cô xem nào. Trông có vẻ rất nghiêm trọng. Tôi sẽ đưa cô bé đến bệnh viện trước. Vậy ra là có cây ăn thịt thật hả? Dobby, chúng ta mau đi kiểm tra xem. Đợi tôi với. Giờ không có gì có thể cắn tôi được nữa. Hãy qua bên kia kiểm tra thêm. Đã rõ. Nó đâu nhỉ? Tìm thấy rồi. Đây là vòi tưới cây. Dobby, có chuyện gì vậy? Không có cây ăn thịt nào cả. Cây ăn thịt kìa. Thấy cha mì của ta chưa? Ta không hề sợ ngươi đâu. Đây là một cây huyết dụ khổng lồ. Đừng chạm vào nó, có độc đấy. Cái gì? Có độc. Đau quá. Hãy dùng giỏ này. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Au. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Nhanh nào. Hơi. Cuối cùng cô bắt được. Làm sao mà nó lại có thể đào lỗ rồi tẩu thoát được nhỉ? Nhìn này, ở đây có dấu chân của anh cầy mắp mót. Có chuyện gì vậy nhỉ? Để tôi kiểm tra xem. Tìm thấy rồi, ở đằng kia. Anh cầy mắp mót, đừng động vào cái cây đó. Mình sẽ mang cây hoa xinh đẹp này về chồng. Chúng ta cần phải ngăn anh ấy lại. Sao ngứa thế nhỉ? Sao vậy nhỉ? Ôi không, cẩn thận đấy. Ôi mình không thể chịu nổi được nữa. Có người đi bộ qua đường. 1, 2, 3. Móng vuốt bay, phóng. Cẩn thận. Ôi không.
cẩn thận, đừng chạm vào nó. Anh kể mắt mốt. Nhanh lên, đưa anh ấy đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, có rất nhiều loài cây, cỏ dại, nấm ở tự nhiên. Có một số loại có gai và một số loại là loại có độc. Vì thế, tốt nhất là không nên chạm vào chúng. Nếu chạm phải các loại thực vật có độc sẽ làm các bạn bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Cẩn thận với dây diều. Hey, tay nhanh hơn cạo rồi nhé. Tóc của cậu kìa. Có chuyện gì vậy này? Cái gì kia? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, ở trong công viên có ma. Đi đây giúp chúng cháu với. Có ma ư? Chú sẽ tới đó ngay. Tóc các cháu bị sao vậy? Bọn cháu chơi xe trượt ở đằng kia thì đột nhiên tóc bọn cháu biến thành như thế này. Chắc chắn là có ma thật rồi. Thế là đáng sợ quá đi. Các cháu đừng khóc, trên đời này không có ma đâu. Các cháu về nhà trước đi. Robby, chúng ta đi kiểm tra nào. Được. Cái này sẽ giữ cho mình được an toàn. Ở đằng kia. Đi nào. Đó đâu rồi? Chúng ta chia nhau ra nào. Nghe như tiếng của cái kéo vậy. Bắt được rồi. Ôi không, tóc của tôi. Anh lười. Cái gì? Vậy ra anh chính là con ma phải không? Không phải tôi. Anh ấy không phải con ma đâu. Anh ấy là thợ vườn ở đây. Anh ấy vẫn làm việc vào giờ này vì anh ấy di chuyển rất chậm. Đúng vậy. Vậy thứ chúng ta vừa gặp là gì? Cơn gió này to thật đấy. Cẩn thận. Cái gì thế? Là một con diều. Con diều á? Nhìn này, đây là phần đuôi của một con diều. Vậy ra con ma là do con diều bay. Bảo sao mỗi khi gió nổi lên là chúng ta lại nhìn thấy nó xuất hiện. Nhưng làm sao mà con diều có thể cắt tóc mọi người được? Dây diều có thể sắc bén, thậm chí có thể cắt được cả hoa quả dễ dàng. Cho nên cắt tóc cũng là chuyện thường. Nghe thật là nguy hiểm. Chúng ta phải tìm ra con diều đó ngay. Hãy chú ý tới hướng gió. Hướng đó. Ở đằng kia đúng là một con diều. À,
Ôi, kem của anh. Mũ của mình. Ở đằng kia có nhiều người tập trung quá, nó sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người. Mọi người, cúi xuống ngay. Bông bay của tôi. Ôi không. Mọi người chạy ra. Cẩn thận. Cứu tôi, cứu tôi. Đúng rồi. Chúng ta an toàn rồi. Dây diều rất mảnh và sắc, có thể dễ dàng gây thương tích cho mọi người. Mọi người hãy chú ý nhé. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi diều lên cao, dây diều có thể trở nên rất sắc bén. Nếu có người đang thả diều hoặc bạn bắt gặp một con diều rơi gần mình, hãy cẩn thận, tránh xa khỏi đó ngay để tránh bị thương. Hãy ghi nhớ lời khuyên này nhé. Không được chơi với dụng cụ chữa cháy. Hãy mau tới đó nào. Thơm quá đi mất. Khoai tây lốc xoáy ngon tuyệt đây. Wow. Mọi người đây. Ôi, mùi gì vậy? Hả? Cái đuôi của tôi. Bình cứu hỏa. Nó đâu rồi? Cứu tôi với. Tôi tới đây. Thật may quá. Mong tôi suýt nữa bị đốt cháy rồi. Thật là nguy hiểm khi anh không có bình cứu hỏa. Ai đó đã lấy nó đi mất rồi. Cảnh sát trưởng Labrador xin hãy giúp tôi tìm ra nó. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không phá được. Dấu tay trẻ con. Ở đây có một dấu tay nhỏ hơn nữa. Trên tường có gì kia? Vết sử dụng bình cứu hỏa. Nó có cả trên quả bóng bay kia nữa kìa. Bình cứu hỏa tự bay mất à? Không, tôi nghĩ là có đứa bé nào đấy đã lấy chúng. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bọn trẻ. Để tôi đi kiểm tra. Bọn trẻ đi hướng kia. Gió ở đây to quá. Có chuyện gì vậy? Dobby! Cứu tôi với! Cho qua, xin cho tôi qua. Dobby, bám chặt vào. Tôi tìm thấy bọn trẻ rồi. Dobby, tôi thấy mấy đứa trẻ nhà khỉ nghịch bình cứu hỏa đằng kia kìa. Chúng đi hướng đó. Thật nguy hiểm quá, chúng ta phải ngăn bọn trẻ lại ngay.
nào mới là tuyệt không? Xem chị đây này. Dừng lại, nó nguy hiểm lắm. Mắt của em. Ôi không. Ôi không, Dobby, mau chóng lấy bình cứu hỏa đó. Hãy để tôi. Cứu tôi với. Cẩn thận. Bám chặt vào. Bắt được rồi. Không gì có thể chạy thoát khỏi tôi đâu. Chúng ta phải mau chóng mang cậu bé đến bệnh viện ngay. Bọn cháu sẽ không bao giờ chơi với bình cứu hỏa nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, di chuyển hoặc gây hại đến các thiết bị chữa cháy là vi phạm pháp luật. Vì vậy, chúng ta không được chơi với bình cứu hỏa. Nếu gần khu vực xảy ra hỏa hoạn không có bình cứu hỏa, chúng ta không thể kiểm soát được lửa và gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, nếu chúng ta sử dụng bình cứu hỏa không đúng cách, các bạn có thể gây tổn hại đến bản thân và những người xung quanh. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Không được chơi với kiến. Máy xúc làm việc đây. Cái xôi bị di chuyển à? Cái bánh mì cũng di chuyển rồi kìa. Sao mọi thứ đang bị di chuyển đi vậy? Bánh mì của em. Đau quá. Em bị làm sao vậy? Tay em đau quá. Xin chào, là cảnh sát trưởng Labrador đây. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy đến giúp chúng cháu. Em cháu bị bánh mì cắn vào tay à? Cái gì? Bị bánh mì cắn ư? Bọn chú sẽ tới đó ngay. Đồ chơi và đồ ăn xung quanh tự dưng bị di chuyển. Sau đó em trai cháu bị cái bánh mì cắn vào tay ạ. Gà em, cháu bị đau ở đâu? Ở đây, đợt đau lắm ạ. Vậy là thật sao? Bánh mì có thể chạy, rồi cắn người nữa. Dừng lại. Là bánh mì bình thường mà. Cẩn thận có kiến đấy. Hình như gà em bị kiến cắn giống như vậy. Có vẻ như nó có độc. Chúng ta cần phải đưa gà em đến bệnh viện ngay. Đừng cắn mình mà kiến. Gà anh. Nó đi mất rồi. Sao ở đây có nhiều tổ kiến thế? Ở đây cũng có. Có nhiều kiến quá. Ôi không, chạy đi. Chúng đang đến đây. Đừng đuổi theo bọn tôi nữa. Đi lên cao. Không bắt được bọn ta đâu. Chúng vẫn đuổi theo chúng ta. Nhanh lên. Ừ.
Cố lên nào. Giờ thì các ngươi không đuổi theo ta được nữa đúng không? Thật sao? Không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Chạy đi. Chúng đến đây, chạy nhanh. Cảnh sát trưởng Labrador, chúng ta phải làm gì đây? Tôi sẽ gọi Babylon trợ giúp. Hả? Cái gì đây? Eww, hôi quá. Babylon, chúng tôi đang bị kiến đuổi theo. Chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Kiến à? Tớ biết phải làm gì rồi. Tớ sẽ đến ngay. Lối này. Giờ thì các ngươi không bắt được ta nữa nha. Chúng ta đang thấp dần xuống. Ôi không, chúng ta bị bao vây rồi. Nó muốn cắn mất chú. Babylon luôn có cách. Bom thối. Đấy chẳng phải là tất của tôi à? Nó hôi quá. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Babylon, chúng ta phải đến bệnh viện ngay. Gà em cần phải chữa trị gấp. Đã rõ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ không nên chạm vào kiến hoặc đến gần tổ của chúng. Có một số loài kiến có độc, và nếu như các bạn bị chúng cắn, nó có thể gây ra vết sưng hay thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hãy ghi nhớ những điều này nhé. Quái vật biển hôi thối. Là ngon quá đi. Chúng ta có một cuộc gọi. Một con quái vật biển đang tấn công con tàu. Đi nào. Xem tới đây. Quay, quay. Bay lên trời cao. Ôi, con cháu, vào trong đi. Đừng sợ. Thuyền trưởng Châu sẽ giữ an toàn cho các cháu. Nó đến rồi, chạy đi các cháu. Là một con quái vật biển. Hãy cứu họ. Nhanh nào. Đừng sợ. Đã rõ, xem tới đây. Babylon luôn có cách. Oh,
kỳ lạ, nó đi rồi kìa. Nó đi thật chưa ạ? Để cháu xem nào. Cá nhỏ, bắt lấy. Dobby. Babylon, con quái vật đã bắt Dobby. Chúng ta cần phải cứu anh ấy. Đã rõ. Đừng ăn tôi. Tôi hôi lắm và cũng chẳng còn chút nào. Đừng ăn tôi, đừng ăn tôi. Cái gì? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Dobby, cố lên, tôi đang đến rồi. Nó bốc mùi quá. Nhìn kìa, có rất nhiều rác trên cơ thể nó. Con quái vật biển này không có ý tấn công chúng ta. Nó chỉ đang cố gắng để thoát khỏi đống rác. Đó là lý do tại sao nó dùng tôi như một chiếc khăn tắm. Papillon, hãy giúp con quái vật này đi. Để đón chân tôi. Đến sân biểu diễn của con chân bé nhỏ rồi. Con chân bé nhỏ, bật chế độ máy hút bụi. Tón, đã phát hiện thất vận. Bắt đầu dọn dẹp. Không. Tôi không phải là da. Dobby, lần cuối anh tắm là khi nào vậy? Tôi mới tắm tháng trước mà. Đó là lý do tại sao Vân Trần bé nhỏ nghĩ anh là rác. Vân Trần bé nhỏ chuyển mục tiêu. Giỏi lắm, Vân Trần bé nhỏ. Anh là một con bạch tuộc khổng lồ. Nhìn này, anh ấy bị thương. Phải điều trị cho anh ấy ngay. Bạch tuộc khổng lồ thật là đáng thương. Chúng cháu sẽ không bao giờ bước ra xuống biển nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, việc vứt rác xuống biển có thể phá hủy hệ sinh thái biển. Và khiến nhiều sinh vật biển gặp nguy hiểm. Bảo vệ môi trường bắt đầu từ hành động của chúng ta. Cuộc gọi từ người lạ. Con yêu, mẹ phải đi chợ bây giờ. Đừng mở cửa cho bất cứ ai nhé. Và không trả lời điện thoại nếu con không biết số đó của ai. Vâng ạ. Tạm biệt. Ai gọi nhỉ? Mình không biết số này. Mình không nên trả lời. Nếu đây là trường hợp khẩn cấp thì sao? Xin chào, đây là cừu con. Là một đứa trẻ. Xin chào cừu nhỏ. Ba mẹ cháu có nhà không? Họ ra ngoài rồi ạ. Họ không có nhà. Tuyệt lắm. Ông là ai ạ? Ta là bác gấu, một người bạn của ba mẹ cháu. Cháu không nhớ ta. Bác gấu ạ? Đúng vậy, bác cùng một bánh cho cháu đây. Wow, bánh ngọt. Có thể gửi bác ở ngoài không? Bác sẽ đến ngay. Vâng ạ, được ạ, cháu đến ngay. Bác gấu. Cháu đây rồi, đi với bác nào. Con điêu, con đang ở đâu? Con ơi. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador.
Cảnh sát trưởng Labrador, con của tôi cừu nhỏ đã mất tích rồi. Làm ơn giúp tôi. Sao cơ? Chúng tôi sẽ đến ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, con gái tôi đang chơi với đất sét ở ngay đây. Nhưng con tôi đã biến mất khi tôi quay trở về. Đừng lo, để đó cho chúng tôi. Tất cả cửa sổ đều khóa từ bên trong. Và căn phòng không có gì xáo trộn. Hả? Có đất sét trên điện thoại. Có vẻ như cừu nhỏ đã trả lời điện thoại. Babylon, kiểm tra số này. Đã rõ. Hey. Ôi không, là một cuộc gọi lừa đảo. Hả? Có lẽ cừu nhỏ đã bị lừa bởi cuộc điện thoại này. Babylon, vị trí của số này ở đâu? Đây rồi, căn hộ cầu vồng. Đi thôi. Hả? Người xấu đang trốn ở đâu nhỉ? Xin chào, bánh pizza của bạn sắp đến rồi. Giao bánh pizza, tôi có ý này. Hơi đói quá. Có chuyện gì vậy? Xin chúc mừng, bạn đã được một phiếu pizza miễn phí. Miễn phí ư? Pizza? Đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Nếu bạn không muốn, chiếc bánh pizza thơm ngon này sẽ thuộc về một người may mắn tiếp theo. Tôi sẽ lấy nó. Hả? Phòng 602 tại trung cư cầu vồng. Làm ơn nhanh lên. Babylon, đã sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng rồi. Bánh pizza siêu dính. Anh ta sẽ mắc kẹt ngay lập tức. Wow. Ở đây rồi. Pizza giao hàng tận nơi đây. Tôi đến đây. Wow, pizza của tôi. Tôi đến đây. Pizza của tôi. Của tôi. Này, đó là pizza của tôi đấy. Đưa của đây. Tôi. Của tôi. Đưa đây của tôi. Của tôi chứ. Của tôi chứ. Buông ra. Dừng lại. Này, cảnh sát, chạy rồi, đứng lại, này, đứng lại, đứng lại, cái gì vậy, dừng lại. Đứng lại ngay. Di chuyển đi. Dobby, dừng lại. Người không bắt được ta đâu. Không thể nhảy quá sao? Tạm biệt nhá. Dừng lại ngay. Dobby, Babylon, sử dụng bệ phóng siêu cấp. Bệ phóng siêu cấp. Di chuyển. Bay nào Dobby. Bay. Người vẫn chưa ăn bánh pizza. Không ai có thể chạy thoát khỏi tôi. Cừu nhỏ, cháu đã an toàn rồi. Bọn chú đã bắt được kẻ xấu. Cháu sẽ không bao giờ nhận cuộc gọi từ người lạ nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu nhận được điện thoại từ người lạ, đừng bắt máy mà hãy nói với ba mẹ. Nếu bạn trả lời cuộc gọi từ người lạ, đừng bao giờ nói với họ rằng bạn đang ở một mình. Và đừng nói bất cứ điều gì về bạn. Những người xấu có thể lừa bạn đó. Hãy nhớ điều này. Không được chơi trên băng. Lạnh quá đi. Ôi không,
có người đang chơi đùa trên sông băng. Chúng ta đi nào. Đi nào. Ôi không, tớ bị kẹt rồi. Chào nhỏ. Chú tới đây. Cứu với. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nguy hiểm quá. Sông băng rất có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vậy nên nó rất nguy hiểm. Các cháu không được chơi trên sông băng nữa nhé. Vâng ạ, chúng cháu nhớ rồi. Ôi không, anh em gà con vẫn chưa trở lại. Gì cơ? Cháu nhớ là anh em cậu ấy đi về hướng này Họ ổn mà, đúng không chú? Dobby, đi nào. Cá ơi, cắn đi nào, cá ơi. Vui quá thật đấy. Cá của tôi. Này, các cháu làm cá của chú chạy hết mất rồi. Trời ạ. Gà em. Bọn nhỏ đấy đi đâu rồi nhỉ? Cậu bé đây rồi. Gà anh. Cẩn thận, tránh xa băng ra. Cẩn thận. Sao lại có thêm kẻ phá rối vậy? Trả cá lại cho tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh cánh cụt, anh có thấy anh em gà con ở gần đây không? Mấy đứa phá phách đó đi lối kia kìa. Ôi không, băng đang tiếp tục tan ra. Đi thôi nào. Vui quá. Ồ, nhìn kìa, có cả cá nước. Rất là tuyệt đúng không? Người đang kêu cứu ở đằng kia, nhanh lên. Nhanh lên, đừng lo, có bọn chú đây rồi. Đây, hãy nắm lấy tay chú, giữ chặt lấy này. Chúng ta không thể quay lại được. Ôi không, phía trước có thác nước. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Cẩn thận. Này, Dobby. Đúng rồi. Giữ chặt lấy. Cẩn thận đấy.
Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không bao giờ được chơi trên mặt sông đóng băng. Rất khó để có thể nhận biết được độ dày của mặt băng. Nó có thể trông rất dày nhưng vẫn có thể rất nguy hiểm. Ngoài ra, nếu lớp băng bị vỡ và các bạn rơi xuống nước, các bạn có thể bị giá buốt và bỏng lạnh rất nguy hiểm, thậm chí thiệt mạng nữa. Vì thế hãy nhớ, không được chơi trên sông băng. Quái vật trên đường. Bà ơi nhanh lên, chương trình ở nhà hát cầu vồng sắp bắt đầu rồi. Bà biết rồi, nhưng mà an toàn là trên hết. À, quái vật, quái vật. Xin chào, đây là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát Labrador, tôi gặp một con quái vật trên đường và nó đáng sợ lắm. Quái vật ư? Chúng tôi tới ngay. Họ đâu nhỉ? Hả? Cảnh sát trưởng Labrador, một con quái vật bất ngờ xuất hiện trên đường. Xe của tôi đã gặp tai nạn vì nó đấy. Đáng sợ lắm mà. Con yêu. Lừa con, cháu đừng sợ. Trên đời này không có quái vật thật đâu. Nhưng chúng tôi thực sự đã gặp nó. Xin hãy giải quyết chuyện này. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá. Hả? Tôi tìm thấy dấu chân. Những dấu chân đến từ bên kia của giải phân cách. Người gây ra tai nạn này chắc hẳn đã nhảy qua hàng rào phân cách để qua đường. Anh có nhớ được là trông con quái vật đó như thế nào không? Nó có cái đầu giống như tổ chim vậy. Đầu tổ chim ư? Và mũi của nó có màu đỏ. Cái mũi của nó thì rất là to nữa. Như này á? Hả? Chính xác, trông nó như vậy đấy. Con quái vật trông đáng sợ quá. Tôi không nghĩ đây là một con quái vật, mà trông giống chú hề ở nhà hát cầu vồng hơn. Một chú hề ư? Đêm nay ở nhà hát cầu vồng sẽ có chương trình về các chú hề. Chúng tôi đang trên đường tới đó đây. Dobby, chúng ta đi nào. Nhìn đằng kia đi. Chú hề chính là quái vật. Ôi trời ơi, anh sẽ bị muộn mất. Anh phải ra sân khấu ngay bây giờ. Đừng lo, tôi không bao giờ bị muộn hết. Tôi đã đi đường tắt mà. Khỉ đốt. Anh đã vi phạm luật giao thông, anh đã bị bắt. Không. Đứng lại ngay. Hả? Wow, cảnh sát nhá. Đây là chương trình mới à? Bắt anh ấy lại. Bắt anh ta lại. Ha ha!
không được nhảy qua rào phân cách. Gặp lại sau nhé. Cẩn thận. Mạnh lên. Thật đáng sợ quá. Khi đột, anh đã vi phạm nghiêm trọng luật giao thông. Hãy theo tôi về đồn cảnh sát. Tôi sẽ không bao giờ nhảy qua rào phân cách để đi tắt nữa đâu. Tôi xin lỗi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chúng ta cần phải tuân thủ luật giao thông. Khi đi bộ, luôn dùng phần đường dành cho người đi bộ và không được nhảy qua hàng rào phân cách để đi tắt. Nếu các bạn làm như vậy, các bạn sẽ có thể gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Hãy ghi nhớ bài học hôm nay nhé.